Fashion Stylist, nhà tạo mẫu thời trang là cụm từ xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông trong những năm gần đây. Vậy bạn có thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ này và có bao giờ thắc mắc làm sao để trở thành một fashion stylist chuyên nghiệp? Anh Phương Nguyễn tốt nghiệp ngành truyền thông và công nghiệp thời trang tại Đại học Nghệ thuật LaSalle, Singapore với kinh nghiệm 15 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất hình ảnh, báo chí, người tạo những hình ảnh cho hàng loạt ngôi sao như Trương Phạm, Will, Sunny Hạ Linh, Trúc Nhân, Bằng Gì có những lý giải thú vị và cụ thể về nghề fashion stylist đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Từ đến cái công việc fashion stylist này có chắc cũng phải được khá là lâu rồi đấy. Nhưng mà hồi xưa mà Phương nói là cái lúc mà Phương mới vào nghề ấy, thì thực tế mọi người cũng chưa có cái nhìn gọi là xác thực lắm về nghề fashion stylist, mà bọn Phương còn chỉ để tên là người thực hiện thôi. Và sau này một thời gian thì sau khi mà làm được nhiều hoặc là tự tin rồi, mình mới dám để cái chức danh fashion stylist lên trước cái tên của mình. Và hiện tại thì Phương nghĩ là ngành fashion stylist nó vẫn còn là một ngành khá là mới mẻ tại Việt Nam và nó còn rất là nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian sắp tới. Hiện tại bây giờ thì fashion stylist đã trở nên phổ biến hơn rất là nhiều so với thời gian mà Phương mới vào nghề. Và nhưng mà Phương vẫn nghĩ là tiềm năng thì còn rất là nhiều, tại vì thị trường Việt Nam cũng vẫn là một thị trường mới mẻ dành cho ngành thời trang. Chiều ngày 4 tháng 1 năm 2022, fashion stylist Phương Nguyễn đã có buổi giới thiệu cuốn sách Fashion Stylist bán màn hậu trường của những bước chân 4.0 tại một trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Với các bạn trẻ yêu thích thời trang và muốn theo đuổi con đường trở thành một fashion stylist chuyên nghiệp, cuốn sách này có thể xem như cẩm nang mới nhất, có tính cập nhật nhất về nghề nghiệp này. Để có thể làm được ngành này thì Phương nghĩ là các bạn cần phải trau dồi thứ nhất là về kiến thức cơ bản về thời trang. Đó là những phần bắt buộc mà Phương có chia sẻ tường tận ở trong quyển sách này. Còn để muốn làm được stylist thì chắc chắn là không chỉ thể nào mà chỉ đọc sách mà có thể làm stylist được. Thì Phương nghĩ là cái phần mà quan trọng không kém đó chính là kinh nghiệm on set, kinh nghiệm làm việc thực tế. Về những phần này thì các bạn có thể xin làm trợ lý hoặc là phụ tá cho các bạn đi trước, như là các director hoặc là các fashion stylist chẳng hạn. Thì cái điều đấy sẽ đem lại cho các bạn những cái trải nghiệm mà Phương nghĩ là không trường lớp nào có thể dạy được. Hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, fashion stylist là người làm công việc tư vấn và định hình phong cách thời trang, có gu thẩm mỹ vượt trội và khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy. Vậy công việc này có tầm ảnh hưởng quan trọng thế nào đối với ngành nghề khác trong xã hội? Thật sự lúc đó mình cũng không có khái niệm nhiều về cái ngành fashion stylist thời đó đâu. Mình cứ nghĩ stylist chỉ cần phối đồ đẹp là được. Nhưng mà không mọi người, sau chừng ấy năm, 15 năm làm việc với Phương, từ mẫu báo cho đến ca sĩ, sau đó mà diễn viên, xong rồi MC và KOL và tất cả những cái blog của Jun đều là anh Phương giải quyết hết. Và mọi hình ảnh mọi khác nhau rất là rõ rệt. Tất cả những sản phẩm nó đều có một cái chuỗi chung để cho người ta biết cái này là Jun Phạm chứ không phải là một nghệ sĩ khác. Cái đó là một cái thành công của Phương, cái đó gọi là xây dựng hình ảnh thương hiệu cho một khách hàng cá nhân. Thì Jun nghĩ lúc đó mình mới hiểu được, lúc mà mình hiểu được là cái tầm quan trọng của stylist là phải như thế. Đối với Sunny thì fashion stylist gần như là một thành phần không thể thiếu của ekip của mình, tại vì mình thì khá là mù mờ về bộ quần áo rồi phụ kiện rồi giày dép các thứ, nên là luôn luôn khi mà mình thực hiện một sản phẩm hay là tham gia một sự kiện thì đều cần bắt buộc phải có sự giúp đỡ của một stylist. Và thực sự là nghĩ là hiện giờ nó cũng là một nghề khá là hấp dẫn dành cho những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn Gen Z nữa. Mỗi người sinh ra đều có một cái nhiệm vụ riêng hết. Jun thì chỉ nên đứng trên sân khấu và hát và diễn xuất thôi. Còn cái việc mà còn lại hình ảnh thì phải để cho người có chuyên gia người ta làm, chuyên môn người ta làm. Phải là cứ bắt ông nội này hay ông kia vô là làm. Không luôn, và ngay cả một bài hát anh ấy cũng là người lắng nghe và cho mình những cái quyết định thị hiếu xu hướng trend như thế nào. Nên mình thấy Phương là một đối thủ đắc lực của Jun. Nếu như không có Phương thì chắc chắn là sẽ không có Jun ngày hôm nay, nói thật. Thực sự mà làm tiếng mà con đường thời trang đầu tiên là làm người mẫu ảnh cho học trò, rồi cái đó một tiếng thì anh Phương là một trong những stylist đầu tiên mà Kevin được biết tới là stylist trên báo. Thì anh Phương chính là cái người đầu tiên mà giúp Kevin biết được cái vai trò đó. Thì đối với Kevin thì anh Phương rất là thân, tại vì stylist có rất là nhiều cái vai trò khác nhau, như là stylist cho những hàng cá nhân, làm cho nghệ sĩ hoặc làm cho những cái khách hàng bình thường. Thì mỗi một khách hàng thì mình sẽ có những cái, nó sẽ có những cái khó khăn riêng, giống như là khi mà làm việc quảng cáo này nọ thì khách hàng yêu cầu rất là nhiều thứ và mình phải để nghe theo họ, rồi lúc đó mình phải làm rất là nhiều cái công việc khác nhau, thì đó là những cái khó khăn của mình đấy. Bên cạnh việc gặp gỡ nhiều ngôi sao, nghệ sĩ hay doanh nhân nổi tiếng, thu nhập hấp dẫn cũng là một trong yếu tố tiềm năng khiến nhiều bạn trẻ hướng tới công việc này.
Hồi xưa ấy, lúc mà Phương mới làm stylist thì thực tế là mình không có nhiều về cái chuyện mà chi phí hoặc là những cái chuyện mà cắt xê đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhận bút từ báo chí thôi. Và cái chuyện đấy thì nó cũng không phải là một cái khoản thu quá, gọi là quá đầy đủ cho một cái người có thể sinh sống được bình thường. Nhưng mà sau này ấy, thì từ đầu thế kỷ, từ đầu thập kỷ trước ấy, bắt đầu là trào lưu K-pop, rồi những cái nghệ sĩ trẻ các bạn đều có một cái nhìn khác biệt về cái phong cách thời trang và hình ảnh của mình trên báo chí. Thì khi đấy thì công việc của stylist đã được nâng tầm lên một cái level khác, và những người stylist như Phương làm báo ấy, đã được chuyển qua làm bên ngành giải trí và có những cái job về commercial, về nghệ sĩ này nọ linh tinh, thì nó cũng là một cái bước tiến lớn ở trong cái phần thu nhập. Hiện tại bây giờ thì Phương có thể nói là ngành stylist có thể đem lại cho các bạn một cái thu nhập đầy đủ và rất là, gọi là rất là hứa hẹn trong thời gian nếu mà các bạn chăm chỉ làm nghề và các bạn có những cái bước tiến dài, thì Phương nghĩ là nó sẽ không thua kém bất kỳ một ngành nghề nào cả.